Rồi hôm nay mình sẽ gắn một cái bô Uma V3 cho anh trai nó trên chiếc xe 850 Zin nha anh em. Zin nguyên con nha. Thì ngày mình sẽ test âm thanh cho cái bô này coi xem như thế nào nha anh em. Thì đây là một trong những cái bô mà anh em ưa chuộng nhất của thị trường Việt Nam luôn, Uma V3 Gesin nha. Guarantee nó rất là nhỏ cho anh em xe Zin nha, nhưng mà rất là hay luôn. Khi anh em mua hàng thì sẽ có một cái logo trên đây, full cái bóc về với lại có một cái túi Uma, nó là riêu nha anh em. Rồi hay luôn nha nhà. Rồi, chịu 850 cây, chỉ còn được khoảng chừng cây 2 cây nữa là hết hàng nha anh em.